Đây là first steps của bạn Nudy này. Nudy này bao nhiêu lâu nay rồi nhỉ? Hôm nay mình mới quay video, mình đi được cả tháng rưỡi này rồi nhỉ? Đây là biểu hiện sự nối tiếp phương hướng nội địa về phía đông của Nga, mà cụ thể là khu vực châu Á Thái Bình Dương, một trung tâm phát triển kinh tế quan trọng nhất của thế giới hiện nay. Theo dự báo là đây sẽ khởi nguồn cho quá trình khôi phục kinh tế thế giới. Duy nghĩa, cơ quan tổ chức đại chính của Liên bang Nga đưa tin từ Vladivostok. Nhìn cái hộp này, Nu bảo mâm cơm ngon quá, mình vào mình xin miếng. Nu ơi, Nu, có này. Không quay mặt ra đây nào. Ôm bộ. Chạy ôm bộ. Ôi, 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 chạy